Dạ vâng ạ, lời nói đầu tiên cho Hoàng Nhã Phương xin gửi tới toàn thể quý vị khán giả, quý vị khách quý của đại gia đình hội lái xe.com của chúng ta một lời chúc sức khỏe và lời chào nồng nhiệt nhất. Và một món quà âm nhạc đầu tiên Nhã Phương muốn dành tặng đến quý vị sẽ là một sáng tác mà đã từng rất là nổi tiếng của nhạc sĩ Lê Quang trong thời gian vừa qua, một ca khúc mà đã được Nhã Phương phối lại trên nền nhạc EDM ạ. Xin được kính mời đại gia đình nhà mình cùng đón nghe trong ca khúc sôi động Một Ngày Bình Yên. Cho em nhạc lớn hơn một chút nữa. Dạ vâng ạ, Nhã Phương xin trọng cảm ơn sự cổ vũ nồng nhiệt của quý vị.